Clip ấm lòng, trang trại gà Nghệ An chết 4.000 con vì lũ lụt, cả xóm chung tay khắc phục. Gần 4.000 con gà của một trang trại ở Nghệ An bị chết do ảnh hưởng lũ lụt. Người dân trong xóm đã chung tay đến khắc phục hậu quả giúp gia chủ. Câu chuyện này đang nhận được nhiều lượt thả tim trên mạng xã hội. Những ngày này, mưa lớn xảy ra ở các tỉnh miền Trung khiến nhiều nơi bị ngập lụt, nhiều nhà rơi vào cảnh mất trắng vì nước lũ cuốn trôi tài sản, giết chết gia súc, gia cầm. Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một trang trại gà bị chết gần 4.000 con. Cảnh tượng gà chết la liệt trên sân khiến nhiều người thương xót. Người đăng tải clip chia sẻ với Infonet, trong vòng một đêm, do nước lên quá nhanh nên đàn gà bị chết hết, không sót một con nào. Thương chủ trang trại, bà con xã nhà đã đồng lòng giúp gia đình xử lý, hỗ trợ khắc phục hậu quả. Câu chuyện xảy ra ở xã Diễn Đài, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Trong clip, người dân tập trung giúp gia chủ vặt lông gà, mổ và làm sạch để bán thịt gà, vớt vát phần nào tiền bạc. Vừa à sau khi vặt lông sẽ mổ ruột vứt đi và bán cho khu sinh thái gần đó làm thức ăn cho hổ. Giá bán chỉ 15-17.000 đồng mỗi kg nhưng cũng giúp chủ trang trại vớt vát tiền giống. Tinh thần người dân rất tuyệt vời, không ai nghĩ một buổi chiều xử lý gần 4.000 con gà, người này chia sẻ thêm. Đoạn clip sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được cơn mưa tim từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều khen ngợi tinh thần đoàn kết của bà con. Nhiều cư dân mạng cũng dành lời động viên bà con miền Trung cố gắng vượt qua mưa lũ, thiên tai. Tài khoản Nguyễn Hòa bình luận, mong mọi người ủng hộ cho gia đình bớt đi sự mất mát lớn này, chúc mọi người bình an. Tài khoản Thanh Thảo viết, tình làng nghĩa xóm giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn thật đáng trân trọng. Cố lên bà con Nghệ An ơi. Tài khoản Hồng Hạnh bày tỏ, ấm lòng tình đoàn kết giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn. Quá tuyệt vời Diễn Đài ơi, mong gia đình sớm khắc phục hậu quả.